Vâng, chào các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Đấy, đây là cái lô bóng sấy đây. Bên mình mới về đây thì quay giới thiệu cho anh em và các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ này. Át này, rồi ke đỡ này, rồi dây chống nhiệt này. Đấy, dây chịu nhiệt này. Đấy, dây cách nhiệt luôn cho anh em. Đây, con này là bóng halogen. Đấy, bóng này là bóng halogen này. À, xin lỗi các bạn, con này là sợi carbon này. Đấy, con này là bóng halogen này. Đấy, con này là bóng halogen trắng 1/2 này. Con này là bóng thạch anh này. Bên mình đang phân phối rất là nhiều dòng các loại bóng này luôn. Anh em có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn về cái dòng sản phẩm của bên mình. Đấy, các cái loại ad của bên mình đây. Đấy, khi mà các bạn nhận hàng thì hàng đóng và kiện gửi đi như này nhá. Đấy, chắc chắn anh em các bạn sử dụng này. Đấy. Mọi nhu cầu về các dòng sản phẩm anh em các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của mình để được tư vấn. Đây, các dòng ad đây. Đấy. Rồi, xin chào lại các bạn video sau.